Hai, xin chào tất cả ông bà cô chú và các anh chị đến với kênh của Tú Linh Vlog nha. Hôm nay Tú Linh Vlog đến với ngôi chùa Long Khánh tại huyện Nhà Bè để hát chương trình phát quà trung thu cho các em cùng với đoàn cũng như là các một muốn lân phá cổ. Các con có chịu nhận quà từ chú cội không? Cảm ơn các con đã lắng nghe ta ha. Ta về trời đây. Bye bye. Ở quanh đó đường ta. Dạ thưa cả nhà, mời là của mấy cô Phật tử này cả nhà. Đó, hôm nay là ngày trung thu, mấy cô làm buffet này cho cái trung thu rằm tháng 8. Dạ, trung thu rằm tháng 8. Dạ 2023. Dạ cô tên gì ạ? Cô Út. Dạ cô Út. Ở nhà đó không? Vui không? Vui không? Cô đẹp đẹp. Dạ. Dạ cô. Đây đây là đẹp luôn. Đây nè cô chủ nè. Dạ đây đây nè cô nè. Ngon quá trời luôn ở nhà. Đây đây đây. Dạ đây. Đây nè, đây. Cơm chiên cá mặn. Dạ cơm chiên cá mặn. Ờ, đây là bún bún xào. À đó nè cả nhà thấy không, hả cho bún xào nè, đây là bánh ướt rồi, bánh ướt nè, đây là bánh bông lan rồi. Dạ bánh bông lan, ôi quá trời món luôn. Ủa đi, ủa đi ăn gì đây, đây chị đi đôi ly đôi ly trang nè cả nhà ơi, mà tôi vô dành ăn với bé mới bét nè. Ôi, trà sữa nữa. Đây trà sữa nè cả nhà. Ôi quá trời luôn. Đây trà sữa nè cả nhà. Đó trà đồng luôn. Đó đây là chả nè. Ông lấy hả? Không ăn nha. Ôi chè nè cả nhà. Rồi. Trời ơi, ngon quá. Đó, đây nữa nè. Đó, cái cô đó nha. Món mặn, món ngọt có hết luôn nha. Rồi, đau không vui chưa? Ở đây nữa nè, là bún nữa nè cả nhà. Rất là nhiều. Bây giờ xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú và anh chị đã xem kênh của Tú Linh Vlog.
cả nhà hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho kênh của Tú Linh Vlog nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú và các chị rất là nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.